Thưa quý vị, là một trong ba huyện biển của tỉnh Bến Tre, Bình Đại có đường bờ biển dài hơn 27 km, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều bãi bồi, phù hợp cho các loài nhuyễn thể phát triển. Trong đó, con nghêu được nuôi và quản lý, khai thác tập trung ở hai hợp tác xã thủy sản và một số hộ dân của xã Thới Thuận, Thừa Đức, với tổng diện tích trên 1.742 ha. Mỗi năm, huyện cung cấp ra thị trường hàng ngàn tấn nghêu thương phẩm. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ nghêu thương phẩm thường xuyên gặp khó khăn, giá bán không ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Trước thực tế này, đã có một ý tưởng khởi nghiệp khá độc đáo, bước đầu đem lại hiệu quả từ con nghêu của địa phương. Sinh ra và lớn lên tại xã Thừa Đức, địa phương có nguồn nguyên liệu nghêu dồi dào. Nhưng nhận thấy tiềm năng giá trị kinh tế con nghêu chưa được phát huy cao, nghêu thương phẩm không bảo quản được lâu, với mong muốn nâng cao giá trị tài nguyên bản địa từ nguồn lợi con nghêu, chị Trần Thị Thanh Dân ở ấp Thừa Trung đã nảy ra ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp với sản phẩm mắm nghêu. Cái ý tưởng của em là do xã của em có một hợp tác xã nghêu với một khu du lịch biển Thừa Đức, mà nghêu thì mình chỉ đi di chuyển đi khoảng chừng 2 hoặc 3 ngày là thấy thôi. Nên em muốn là người ta biết đến cái con nghêu của xã em. Nên em sẽ làm con mắm á, làm cho người ta có thể đến đây du lịch hoặc đi chơi á, người ta ghé mua cái sản phẩm của em về biếu hoặc là ăn dần. Mình để lâu được, ăn được lâu, có thể ăn vài tháng hoặc là một năm họ có thể ăn được. Để hiện thực hóa ý tưởng chế biến con nghêu thành mắm, sau khi nghiên cứu công thức chế biến, ban đầu chị Thanh Dân làm để ăn và tặng người thân, bạn bè dùng thử. Từ những phản hồi góp ý qua nhiều lần điều chỉnh, chị Dân đã chuẩn hóa được công thức ướp chuẩn vị. Tuy thời gian đầu tiếp cận thị trường khó khăn do sản phẩm mới lạ, nhưng với sự sáng tạo, tư duy đổi mới trong kinh doanh, nắm bắt xu thế công nghệ, chị đã tích cực đăng bán, quảng bá, giới thiệu sản phẩm mắm nghêu trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook. Sau 2 năm dồn tâm huyết cho sản phẩm mới đậm chất quê biển, ý tưởng sáng tạo, đột phá với sản phẩm mắm nghêu của chị đã mang lại hiệu quả tích cực, được người tiêu dùng biết đến. Hiện tại, sản phẩm mắm nghêu của chị Thanh Dân đã có đầu ra ổn định trong và ngoài tỉnh, mỗi tháng bán ra khoảng 50 hũ mắm nghêu, trọng lượng mỗi hũ 500 gram, giá bán 120.000 đồng một hũ. Chị Trần Thị Thanh Dân chia sẻ, để làm ra 500 gram mắm nghêu, cần từ 2 đến 3 kg nghêu tươi tùy kích cỡ. Loại nghêu phù hợp được chị Dân chọn chế biến mắm là từ 50 đến 70 con một kg. Mắm nghêu được chế biến qua 6 bước, tuy đơn giản nhưng đòi hỏi phải cẩn trọng trong việc tách thịt nghêu và quan trọng hơn hết là công thức kết hợp, cân đối pha ướp hài hòa các loại nguyên liệu, gia vị để đảm bảo mùi vị, độ dai vừa phải của con nghêu mà không bị tanh. Quá trình sơ chế, chế biến mắm nghêu, chị Dân đặc biệt chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng phẩm màu, không chất bảo quản và phụ gia, đảm bảo thực phẩm sạch, chất lượng, an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Mắm nghêu được bảo quản cẩn trọng trong hũ và có thời gian sử dụng khá lâu. Mắm nghêu có thể dùng ăn liền hoặc chế biến theo nhiều cách tùy sở thích. Em cũng có muốn cái hướng là người dân hoặc là xã khác đều bước đến cái sản phẩm của em khi dùng. Họ dùng á, họ ăn, họ thưởng thức được cái món ngon, giúp có cái giá trị của con nghêu đứng xa hơn, nhận người ta biết đến nhiều hơn. Mặc dù sản phẩm khởi nghiệp từ mắm nghêu chỉ là nguồn thu nhập thêm ngoài nguồn thu nhập chính là kinh doanh quán giải khát, nhưng đã góp phần giúp cho kinh tế gia đình chị Dân thêm ổn định. Để tạo hướng đi bền vững, phát huy hiệu quả giá trị sản phẩm mắm nghêu và tạo thương hiệu trên thị trường, ngoài chất lượng sản phẩm được khẳng định, chị Dân còn đăng ký tham gia sản phẩm OCOP và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm để tiếp cận khách hàng tốt hơn, hướng đến mở rộng quy mô sản xuất. Nói chung nếu mà sản phẩm mà sau khi mà kiểm định đạt cái chất lượng và thực hiện đúng cái quy trình xong thì chúng tôi sẽ thực hiện quảng bá trên các cái trưng bày sản phẩm ở trên toàn tỉnh của mình và sẽ hướng dẫn đăng ký các cái cửa hàng, các cái khu vực buôn bán thì chúng tôi sẽ có kết nối trong cái hệ thống để cho chị giới thiệu sản phẩm của mình trước thì trong huyện rồi trên tỉnh rồi kể cả trên sàn giao dịch. Ngoài sản phẩm mắm nghêu, chị Dân còn phát triển thêm các dòng sản phẩm mắm tôm chua, mắm ba khía và hiện tại chị đang chế biến thử nghiệm sản phẩm mắm hào nhằm đa dạng các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng.
Tất cả các sản phẩm chị chế biến đều được sử dụng từ nguồn tài nguyên bản địa. Mô hình sáng tạo với sản phẩm mắm nghêu của chị Trần Thị Thanh Dân được xem là cách làm đột phá, góp phần làm phong phú đa dạng ẩm thực của vùng quê biển, vừa nâng cao giá trị kinh tế cho con nghêu, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển mạnh tiềm năng kinh tế biển xã Thừa Đức nói riêng và huyện Bình Đại nói chung.